tang lễ nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 25, bạn bè hé lộ tính cách lúc sinh thời, nhìn di ảnh người quá cố mà xót xa. Diễn viên Minh Sương đột ngột qua đời ở tuổi 25. Ngày 1 tháng 5, netizen không khỏi bất ngờ khi hay tin diễn viên Minh Sương, nghệ danh Lily qua đời ở tuổi 25. Nguyên nhân qua đời đến hiện tại vẫn còn là một ẩn số. Trước đó vài ngày, Minh Sương vẫn cập nhật hình ảnh về cuộc sống thường nhật lên trang cá nhân. Ấy thế mà cô nàng lại ra đi đột ngột để lại bao tiếc thương cho gia đình và bạn bè. Đến hôm nay, ngày 3 tháng 5, tang lễ Minh Sương đã được diễn ra tại nhà riêng. Bạn bè đã đến thăm và chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi trong buổi lễ lên MXH. Đồng nghiệp nữ diễn viên cho biết lúc sinh thời, cô là người rất dễ thương và nhiệt tình. Nhìn di ảnh, netizen không khỏi nghẹn ngào và tiếc nuối cho một tài năng ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Ảnh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.